Tại nhà hát Sông Hương, thành phố Huế vừa qua đã diễn ra chương trình nghệ thuật lễ hội áo dài Huế 2024 với chủ đề Linh Phục. Chương trình là một trong những hoạt động điểm nhấn của lễ hội mùa thu trong khuôn khổ Festival Huế 2024. Chương trình quy tụ 12 nhà thiết kế áo dài tên tuổi trên cả nước với những bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng sáng tạo từ hình tượng phụng trong trang trí kiến trúc và trang phục cung đình nhà Nguyễn, kết hợp với vẻ đẹp trang phục áo dài Việt Nam hiện đại. Chương trình nghệ thuật gồm có 3 chương: Phụng Vũ, Linh Phục và Bách Phụng Cát Tường. Chủ đề mỗi chương là một câu chuyện kể về huyền thoại chim phụng, chim phượng hoàng, biểu tượng vĩnh cửu của cái đẹp, sự duyên dáng, đức hạnh và hạnh phúc. Sự kết hợp độc đáo giữa thời trang, âm nhạc, đặc biệt là những giai điệu âm nhạc Huế truyền thống hiện đại được hòa âm phối khí mới, những vũ điệu lấy cảm hứng từ những điệu múa cung đình, chương trình đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm ấn tượng sâu sắc. Lễ hội áo dài Huế 2024 tạo cơ hội gặp gỡ và tỏa sáng vẻ đẹp Huế, gắn với xây dựng và phát triển áo dài Huế trở thành thương hiệu đặc sắc.